cháu mình mà sao cả mà không được cái là quan cháu mình ở chỗ mình của luôn cháu bánh gì đó hai đứa núa với nhau là đứa đứa là hai đứa mà hai đứa cưới cưới một năm ai cũng quà tết cưới lại cũng quà tết dạ lộn vậy vợ mới hàng điều dưỡng rồi mà chưa chịu trừ cái lồn nữa nhưng khu vực mà cặp nên còn tết cái gì mà tiền ở đây nè luôn ấy là mới đầu là định lồn ở Nho Trang mà ấy là Nho Trang là nhiều việc hơn là chuyên người đầu tiên mà hắn mà hắn vẫn có tiền hắn vẫn hỗ trợ tiền vì kiểu trả lương cho mình để cho đi lồn mà thợ vũ nghĩa còn là nãy là chuyên vô lồn mà chỉ là qua tết rồi nói chuyện ngàn chỉ gỡ vô công ty rồi như với vai trò chuyện ngàn là chị nhận hồ sơ giờ em thì chị gỡ vô đây bình thường đúng không không nhưng mà chị nuối được có anh việc được đúng không được chứ qua là anh chị nhà không nuối thôi đúng không chị gỡ cho chị nuối em thì như trời chị kêu là chị có đứa em gỡ chị Lê rồi thấy là cái túi chị Lê mà chị Lê kêu trừ là túi đẹp đủ rồi dư luôn làm như dư luôn thôi chị Lê kêu qua tết thế là qua tết nhà thì cái trời túi chặt là tôi không làm gì đấy mà má chặt là chị thấy má hồi bữa là tiếng luôn mà thì má chống nhiều lần chị thấy dư rồi à bữa lại rồi đấy cô chị đôi là còn tiêu chuẩn còn tôm tiêu nữa nó diện còn có mặt ở đó biết được không?